vui, tại vì con được biểu diễn A Million Dreams, nhưng mà con lại cảm thấy rất buồn tại vì con sắp rời xa các cô và các bạn. Con yêu các cô và các bạn rất là nhiều. Hello everybody, my name is Niao. I am from First Step Quảng Quốc Việt. I am very happy to go to this event. Hello everyone, my name is Mr. Dom with First Steps Kindergarten. Today we are celebrating all the kids graduating our school. All the kids have been working extremely hard this year to make sure that their learning has been amazing and their dances have been fantastic. So I invite you to come watch our amazing performances today. Thank you very much. Xin chào, mình là Yến Chi. Hôm nay mình được đến đây với vai trò là một đạo diễn chương trình tổ chức tổng kết cho các bạn thiếu nhi của trường mầm non First Step. Một chương trình được tổ chức rất là công phu và hoành tráng, được sự ủng hộ của ban giám hiệu nhà trường, ban sáng lập và các thầy cô của trường mầm non First Step cùng với các con đã rèn luyện những tiết mục biểu diễn thật là hoành tráng và được rèn luyện rất là công phu. Và mỗi tiết mục đều thể hiện những cá tính riêng của từng lớp để thể hiện cho phụ huynh thấy một chương trình biểu diễn nghệ thuật rất là phong phú. Và đến với trường mầm non First Step ngày hôm nay thì chắc hẳn là ai cũng sẽ cảm nhận được điều đó khi tham gia và xem các con biểu diễn chương trình ngày hôm nay.